Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Ok, như tiêu đề của video, lần này mình sẽ lại tiếp tục cái series phòng tác chiến mô phỏng. Ok, lần này thì có thay đổi về ba con boss. Ở đây có Pavanti, Họa Đấu và Benares. Ok, để mình vào đánh Pantavi Pavanti trước nhé. Cái con này thì mình sẽ xếp đội hình là Hercer Thunder này, Uwe Vân Mặc Đan Tâm và Bom Anh Đào. Hoặc là mọi người cũng có thể sử dụng Fallen Rosemary, nói chung là dùng con nào cũng được. Ở đây thì mình sẽ để Hercer Thunder làm leader. Có, nói chung là sẽ có hai kiểu đánh, một kiểu là các bạn sẽ cho Vân Mặc Đan Tâm ra để đánh để lấy năng lượng, sau đó tung ulti, hoặc là mọi người có thể cầm mỗi Hercer Thunder đánh từ đầu đến cuối đều được cả. Ok, mình sẽ đánh thử cả hai kiểu luôn nhé, xem kiểu nào nó được nhiều điểm hơn. Giây 13.700 điểm, muốn được 14.342 điểm. Ok, mình vẫn sẽ không sử dụng bạn trợ chiến, lần này sẽ cho Vân Mặc Đan Tâm tung ulti xem như thế nào, cho cả FR ra nữa. Đâu FT chứ, con gáo hồng nó là FT. Ồ, 19 giây. Kiểu này nhanh hơn và lấy mà lấy mất hẳn ba mấy giây liền. Nhưng mà điểm nó cũng na ná nhau thôi, nó cũng 14.467 điểm. Nói chung là nó cũng không có quá là chênh nhau nhiều. Boss tiếp theo là Họa Đấu. Họa Đấu thì các bạn bắt buộc phải sử dụng HR để làm DPS. Ngoài ra thì mình sẽ dùng Lightning Queen với lại đặc công Blueberry. Ok, đặc công Blueberry thì khi tấn công dồn lực sẽ tạo cái hiệu ứng đóng băng. Ok, nói chung là muốn đánh Họa Đấu thì cứ con nào đam băng với lại có thể đóng băng được địch thì càng tốt. Thế là mình nghĩ là lần này mình sẽ cầm HR đánh từ đầu đến cuối cho nó đỡ mệt, đỡ phải combo. Chắc là cũng phải được 14.000 điểm gì đấy. Rồi bấm nhầm. Mười bốn nghìn 182 điểm. Nói chung là cái con Họa Đấu này đánh nó cũng, nó cứ nhảy linh tinh ấy, mệt. Ok, tiếp theo sẽ là Benares. Benares thì các bạn có thể cầm HR hoặc là HOT thì đều được. Nhưng mà ở đây mình nghĩ là HOT sẽ nhỉnh hơn một tí. Vân Mặc Đan Tâm và sẽ thay bằng Fallen Rosemary. Thì lần này các bạn cũng có thể combo hoặc là cũng cầm HOT đánh từ đầu đến cuối thì đều được hết. Nhưng lần này mình sẽ combo nhé, cho Vân Mặc Đan Tâm ra quẩy một lúc.
Thế rồi vừa nãy bị nó đập cho một phát không? Yeah, rất là nhanh luôn. Đó, nói chung là rất là đơn giản. Vậy là các bạn sẽ nhận được 42.968 điểm. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nhé. Bye bye.